Putin. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, tùy phương Tây muốn lựa chọn đối đầu hay hợp tác, khi ông tuyên thệ nhậm chức thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa hôm 7 tháng 5. Buổi lễ diễn ra tại hội trường Mạ Vàng ở Điện Kremlin đã bị Mỹ và các nước phương Tây tẩy chay vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, ông Putin cho biết ông không từ chối đối thoại với phương Tây, kể cả về vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục sẵn sàng tăng cường quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia coi Nga là đối tác đáng tin cậy và trung thực. Và đó thực sự là đa số trên thế giới. Chúng tôi không có từ chối đối thoại với các nước phương Tây, lựa chọn là của họ. Liệu họ có ý định tiếp tục cố gắng kiềm chế sự phát triển của Nga, tiếp tục chính sách hung hăng, gây áp lực liên tục lên đất nước của chúng ta trong nhiều năm hay tìm kiếm con đường hợp tác và hòa bình hay không? Ông Putin đã giành chiến thắng vang dội vào tháng 3 trong một cuộc bầu cử được kiểm soát chặt chẽ. Trong đó, hai ứng cử viên phản chiến bị cấm tham gia vì lý do kỹ thuật. Phe đối lập gọi đó là sự giả hiệu. Buổi lễ ngày 7 tháng 5 đánh dấu nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 của Putin, người nắm quyền ở vai trò tổng thống hay thủ tướng kể từ năm 1999. Hoa Kỳ không coi việc tái đắc cử của ông Putin là tự do và công bằng. Mỹ, Anh, Canada và hầu hết các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu không tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Putin, nhưng Pháp cho biết sẽ cử đại sứ của họ tới. Ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ mới hơn 2 năm sau khi xua hàng chục ngàn quân vào Ukraine và chiếm lĩnh bối cảnh chính trị trong nước. Những nhân vật đối lập hàng đầu của Putin hoặc bị tù đày hoặc sống lưu vong. Người chỉ trích Putin nổi tiếng nhất là Alexei Navalny đã đột ngột qua đời tại trại giam Bắc Cực vào tháng 2. Trên bình diện quốc tế, ông Putin đang vướng vào cuộc đối đầu với các nước phương Tây mà ông cáo buộc sử dụng Ukraine làm phương tiện để cố gắng đánh bại và chia cắt Nga. Một trong những quyết định đang chờ Putin trong nhiệm kỳ mới sẽ là liệu có tìm cách gia hạn hoặc thay thế hiệp ước cuối cùng còn lại nhằm hạn chế đầu đạn hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ hay không. Thỏa thuận START mới sẽ hết hạn vào năm 2026. Theo Hiến pháp, chính phủ đã từ chức khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới. Putin đã ra lệnh giữ chính phủ này trong khi ông bổ nhiệm tân chính phủ, dự kiến sẽ bao gồm nhiều gương mặt cũ. Nhà chức trách Nga ngày 7 tháng 5 loan báo đã bắt giữ hai công dân Mỹ, trong đó có một lính Mỹ đang tại ngũ trong hai vụ án hình sự riêng biệt. Trong một tuyên bố hôm 7 tháng 5, Văn phòng khu vực của Bộ Nội vụ Nga cho biết người lính bị bắt giam hôm 6 tháng 5 vì vi phạm hình sự đã bị tòa án ở Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga bắt giữ vì tội trộm cắp. Tòa án xác định người lính này là Gordon Black và cho biết anh ta sẽ bị giam giữ ít nhất cho đến ngày 2 tháng 7, theo hãng tin RIA. Quân đội Hoa Kỳ hôm 6 tháng 5 cho biết họ đã được thông báo về vụ này, nhưng chưa xác định danh tính người lính. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết người lính này đóng quân ở Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ việc không có yếu tố chính trị và không có cáo buộc gián điệp. Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 7 tháng 5 nói việc nhân viên quốc phòng Úc bị quân đội Trung Quốc gây rủi ro trên không phận quốc tế khi đang tham gia một chiến dịch nhằm thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Úc hôm 6 tháng 5 cho biết một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho một trực thăng quân sự Úc trong cuộc đối đầu không an toàn và không thể chấp nhận được trên Hoàng Hải. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles tối ngày 6 tháng 5 cho hay, máy bay phản lực J-10 của Không quân Trung Quốc đã thả pháo sáng phía trên và vài trăm mét phía trước máy bay trực thăng MH-60R Seahawk của Úc trong chuyến bay thường lệ vào ngày 4 tháng 5 ở Hoàng Hải trong khuôn khổ hoạt động thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Chiếc trực thăng bay từ tàu khu trục HMAS Hobart đã tránh được pháo sáng. Bộ Quốc phòng Úc cho biết trong một tuyên bố riêng rằng cuộc đối đầu khiến máy bay và những người trên máy bay gặp nguy hiểm, mặc dù không có ai bị thương. Đáp lại, Trung Quốc ngày 7 tháng 5 nói quân đội của họ đã thực hiện các biện pháp cần thiết để cảnh báo Úc. Máy bay quân sự Úc bay gần không phận Trung Quốc theo cách đe dọa. Quân đội Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cần thiết để cảnh báo phía Úc. Quân đội Israel hôm 7 tháng 5 chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Xe tăng Israel đã tiến vào Rafah sau một đêm không kích tại Gaza.
Đoạn video này phát hành hôm 7 tháng 5, được cho là lúc xe tăng Israel tiến vào một công viên gần cửa khẩu biên giới Rafah ở phía Gaza. Các binh sĩ dương cờ Israel. Reuters không thể kiểm chứng độc lập ngày ghi hình đoạn phim. Diễn tiến này xảy ra sau một đêm không kích vào Gaza, trong bối cảnh quốc tế lo ngại về hoàn cảnh khó khăn của thường dân đang chen chúc ở Rafah và các nhà hòa giải đang chật vật để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Nhóm hiếu chiến Palestine cuối ngày 6 tháng 5 cho biết họ đã đồng ý với một đề nghị ngừng bắn, nhưng Israel cho biết các điều khoản trong đó không đáp ứng yêu cầu của họ. Một phát ngôn viên của giới hữu trách biên giới Gaza nói với Reuters rằng cửa khẩu Rafah, tuyến đường quan trọng để viện trợ vào vùng đất này, hiện đã bị đóng cửa. Xe cứu trợ được nhìn thấy bị mắc kẹt tại cửa khẩu Rafah ở bên phía Ai Cập. Và tại một bệnh viện dã chiến ở Rafah, bác sĩ Marwan Alams cho biết việc đóng cửa khẩu này sẽ gây thêm khủng hoảng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Gaza. Việc đóng cửa khẩu Rafah đồng nghĩa với cái chết của hàng nghìn bệnh nhân, hàng nghìn người bị thương sẽ tử vì đạo. Các nguồn dinh dưỡng, nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo sẽ không vào được giải Gaza. Đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều bệnh tật hơn, nhiều bệnh nhân hơn, cần được điều trị mà không được chữa trị, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hơn, những bệnh mới mà chúng tôi không tìm được thuốc điều trị, và do đó số lượng bệnh nhân sẽ tăng lên. Sáng ngày 7 tháng 5, cư dân tìm kiếm thi thể dưới đống đổ nát của những tòa nhà tan hoang ở Rafah. Hơn 1 triệu người đã dồn về Rafah tìm nơi ẩn náu, sống trong các lều trại và nơi trú ẩn tạm bợ. Nhiều người đang cố gắng rời đi, tuân theo lệnh sơ tán của Israel. Nhưng với nhiều vùng ở Gaza đã bị san bằng thành bình địa, họ nói rằng họ không còn nơi nào an toàn để đi nữa. Quân đội Israel cho biết một chiến dịch có giới hạn ở Rafah nhằm tiêu diệt các chiến binh Hamas và phá hủy cơ sở hạ tầng được Hamas sử dụng. Israel cho biết đại đa số người dân đã được sơ tán khỏi khu vực hoạt động quân sự và Israel đã yêu cầu họ đi đến nơi mà Israel gọi là khu vực nhân đạo mở rộng, cách đó khoảng 20 km. Ai Cập cho biết hoạt động của Israel ở Rafah đe dọa các nỗ lực ngừng bắn. Và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, Joseph Borrell cho biết cuộc tấn công sẽ gây chết người. Tôi e rằng điều này sẽ lại gây ra nhiều thương vong cho dân thường, dù họ có nói gì đi nữa, không có vùng an toàn ở Gaza. Trong lúc các cuộc đàm phán ngừng bắn gặp khó khăn, trung gian hòa giải Qatar cho biết phái đoàn của họ sẽ tới Cairo vào ngày 7 tháng 5 để nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp giữa Israel và Hamas. Một quan chức Palestine thân cận với các nỗ lực hòa giải nói với Reuters một phái đoàn Hamas có thể đến Cairo vào cuối ngày 7 tháng 5 hoặc 8 tháng 5. Một quan chức cấp cao của Israel ngày 7 tháng 5 cũng cho biết rằng một nhóm quan chức cấp trung của Israel sẽ tới Ai Cập để đánh giá xem liệu Hamas có thể bị thuyết phục để thay đổi đề xuất ngừng bắn mới nhất của họ hay không. Quan chức này nhắc lại rằng đề xuất của Hamas là không thể chấp nhận được đối với Israel. Israel ngày 7 tháng 5 khẳng định mục tiêu của họ vẫn là tiêu diệt nhóm Hồi giáo Hamas người Palestine giữa lúc các nhà đàm phán của họ chuẩn bị lên đường tham dự các cuộc đàm phán ngừng bắn ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Người phát ngôn chính phủ Israel David Mencer cho biết Israel đã khuyến khích các tổ chức quốc tế sơ tán khỏi Rafah trước khi Israel bắt đầu chiến dịch ở phía đông thành phố này. Máy bay phản lực của Israel đã thực hiện các cuộc không kích liên tục vào miền đông Rafah. Rafah nằm ở phía nam dải Gaza, nơi có hơn 1 triệu người Palestine đang lánh nạn vì cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua. Quân đội Israel cho biết chiến dịch có giới hạn ở Rafah nhằm tiêu diệt các tay súng Hamas và phá hủy cơ sở hạ tầng được Hamas sử dụng. Hamas là lực lượng cai trị Gaza. Người phát ngôn chính phủ Israel nói viện trợ nhân đạo vẫn đang đến Gaza hàng ngày. Tuy nhiên, các cơ quan của Liên Hợp Quốc hôm 7 tháng 5 cho biết hai cửa khẩu chính vào phía nam dải Gaza vẫn bị đóng cửa, gần như cắt đứt nguồn viện trợ từ bên ngoài vào Gaza.